ở đây là bốn loại chúng sanh. Bốn loại chúng sanh, một là thai sanh, loài người và loài thú đầu thai vào thai là thai sanh, là chúng sanh thứ nhất. Còn chúng sanh thứ nhì á, gọi là nõn sanh, thưa quý vị. Nõn sanh gọi là cái loài thú mà sanh ra trứng, gọi là nõn sanh, là đứa em kế chúng ta đó. Rồi chúng sanh thứ ba đó gọi là thấp sanh, quý vị. Thấp sanh là sanh từ mặt đất chui lên ở nơi ẩm ỉ, nơi mặt đất. Chúng sanh thứ tư á, gọi là quá sanh, như vi trùng, vi quẩn ở nhà cầu. Anh chị em nghe lời Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ, ngài quyền ký, ngài cho biết là lễ Phật giả kính Phật tri đức, niệm Phật giả cảm Phật tri ăn, tọa thiền giả đăng Phật tri cảnh, kháng kinh giả minh Phật tri lý, tự trì giới giả hành Phật tri hạnh, thiết Phật giả mãn nguyện tri Phật. Thưa quý vị, lễ Phật giả kính Phật tri đức, như vậy thì lễ là lại, mà kính là bái. Như vậy thì kính lễ lại Phật, bái sám ở đây, thì tri đức, chữ tri là gì? Chữ tri là biết. Như vậy, vậy thì biết cái đức của Đức Phật. Cho nên hôm nay quý vị lễ Phật, niệm Phật để chi? Sao hưởng đặng phước thừa của Phật, hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh, nguyện đem công quả tu hành cứu trong tâm tổ giảng sanh liên đạt, về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả giống dòng thoát khỏi luân trần, rồi đem đạo pháp quyền thâm độ trong sanh chứng hết lầm hết mê, cả dạng vật đồng về Phật cảnh, chẳng liếng trần ảo ảnh gạt lường, nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Thưa quý vị, nói tới đây đó là chúng ta chỉ lễ Phật giả kính Phật tri đức, à, là đức của Đức Phật. Thì hôm nay chúng ta lễ Phật là có cái đức lớn lắm ạ. Như vậy thì sự lễ Phật đó nó có cái đức lớn như thế này nữa quý vị. Đơn giản một cái thờ thôi. Từ xưa giờ chúng ta không từng lễ Phật một lại nào, mà lúc nãy chúng ta chỉ lễ Phật một lại thôi. À, lễ Phật một lại thôi, thưa quý vị. Đóng mặt lại đây tôi kể cho quý vị mình nghe một cái mẫu chuyện bên cổ Phật giáo. Thì bên cổ Phật giáo khi xưa có một cái mẫu chuyện là có cái chú Sa Di nọ, những vị tỳ kheo đó cắt móng tay của Phật, quý vị, cắt móng tay của Phật và đồng thời cắt tóc, tỉa tóc cho Phật á, rồi tóc dụng và móng tay dụng đó quý vị. Thì lúc ấy giờ là thường thường là bỏ, quý vị. Có một cái chú Sa Di nọ đó là đem tất cả tóc và móng tay dụng của Phật bắt đầu nhồi chung dưới đất, đem vô cái mé rừng á, đắp lên thành cái tháp, quý vị, đắp lên thành cái tháp. Thì cái chú Sa Di này đó là sập xuống lại cái tháp, thì trong khi lại đó là có 500 con khỉ là khu vực ở mé rừng đó, 500 con khỉ nó đang dòm thấy là chú Sa Di lại cái tháp đó, nó không biết cái gì hết trơn, không biết gì hết trơn, nhưng mà chú Sa Di đi rồi đó thì 500 con khỉ lại lại cái tháp, quý vị. Lại cái tháp mà tự nhiên, quý vị ơi, khi lại cái tháp rồi đó là có một cơn bão tới, mưa dập tới, cơn bão rất là lớn, mưa dập tới là 500 con khỉ chết hết. Thưa quý vị, nhờ cái phước mà lại cái tháp mà liên quan tới móng tay và tóc dụng của Đức Phật đó, 500 con khỉ này được thành 500 vị tiên. Thưa quý vị, chỉ có một chút xíu đó thôi, thì quý vị mình thấy đó là con khỉ nó bắt trước thôi, quý vị. Mà khi mà chút hơi thở cuối cùng thì ngay trong lúc đó là được thành 500 vị tiên, quý vị. 500 vị tiên sau khi mà nước hạ xuống thì 500 vị tiên này đó mới đi vớt từ cái xác con khỉ, từ xác vậy đó. Rồi những người đi gần đó người ta nói, ủa tại sao các vị tiên mà vác từ cái xác khỉ để làm gì? Nó không nói giấu, vì là cái xác khỉ đó là cái xác của chúng tôi, vì nhờ cái phước mà lại cái bức tượng mà có liên quan với cái tháp, mà liên quan với móng tay và sắc tóc dụng của Đức Phật, mà cái phước đó được hưởng làm tiên. Hôm nay
tôi nhớ cái kiếp sống của khỉ mà chỉ lại mà bắt chước lại thôi mà được thành tiên, cho nên tôi mới xuống tôi vớt từ cái xác khỉ để đi chôn. Thưa quý vị, hồi lúc nãy thì quý vị mình đã là lại là tôi biết chắc là quý vị mình lại 24 lại. Thì vì cái thờ cúng của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó là sớm chiều bình đẳng chớ lơ thường hành như vậy nhớ đời đừng sai. Sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa trưng dự cái. Sớm thiên ba tánh cần chuyên nghe lời dạy bảo cảnh tiên dự kề hay là hành đạo thiền cấp cấp sớm thiên. Muốn cho nên thiên sớm chuyên cần tưởng như Phật như ăn cơm bữa giọng cũ quyền sớm tỏ mơ màu. Hay là muốn cho tội lỗi mòn tiêu thành tâm cầu nguyện thì sớm chiều mới hay. Một liên cứu mẹ bằng nai nhờ người như mạnh tâm dài từ bi. Cũng như nam nữ ráng hồi tâm hướng thiện, trẻ già đồng tu luyện sớm chiều. Ngày hai thời lắng lặng công phu, việc chỉ dù quá cần cù cũng như về phúc tập tu nguyện cầu. Cũng như qua câu thiết tha thiện tính, câu cầu nguyện, vui đẹp dạ thầy lúa nước ao. Hay là nhỏ to lờ lẽ chớ quên ráng mà nguyện giấy đặng đền ân sau. Bởi vì ân sau đành phải trả nghĩa cả đành phải đền. Chúng ta chỉ là có trên dưới 15-20 phút thôi, mà trong đó chúng ta được thiền, được tịnh, được định, được huệ, được phước báo vô biên và nhân duyên của tạng. Như vậy thì khi mà cái sự lễ bái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo giống như quý vị mình vừa cúng qua rồi đó, thì trong đó có hành được lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Thưa quý vị, không phải là cái chuyện cúng đây mấy ông đạo hướng dẫn cúng là cho có lệ, có đặng đi chùa, có cái duyên thôi. Không phải là duyên không, nhưng mà quý vị mình đang thực hiện cái quá trình gọi là Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Trong lục độ vạn hạnh của Bồ Tát đó là có là 6 phần lục độ vạn hạnh. Bây giờ mình đọc là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật là 1 nè. Nhất nguyện cầu là 2 nè, nhị nguyện cầu là 3, tam nguyện cầu là 4, tứ nguyện cầu là 5, ngũ nguyện cầu là 6, gọi là lục độ vạn hạnh Bồ Tát. Nghĩa là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh là không thiếu một chúng sanh nào hết thưa quý vị. Không thiếu một chúng sanh hết. Ở đây là 4 loại chúng sanh. 4 loại chúng sanh. 1 là thai sanh, loài người và loài thú đầu thai với bào thai là thai sanh, là chúng sanh thứ nhất. Còn chúng sanh thứ nhì á gọi là nõn sanh thưa quý vị. Nõn sanh gọi là cái loài thú mà sanh ra trứng, gọi là nõn sanh, là đứa em kế chúng ta đó. Rồi chúng sanh thứ ba đó gọi là thấp sanh quý vị. Thấp sanh là sanh từ mặt đất chui lên ở nơi ẩm ỉ nơi mặt đất. Chúng sanh thứ tư á gọi là quá sanh, như vi trùng vi quẩn ở nhà cầu nhà xí, nước đục nước bẩn ở trong cơ thể lở lét của con người. Ung viêm nhiễm thì nó tự động nó quá thăng mà mắt thường chúng ta không thấy, là tính nhờ qua kính hiển vi của khoa học nhìn vô mới thấy những cái con vật đó, vậy gọi là quá thăng. Như vậy thì nhưng mà bốn loài chúng sanh này Đức Phật nói là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Còn thầy chúng ta cho biết là các chúng sanh đều có như ta, thưa quý vị. Bởi vì nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh trên vạn vật cõi đời đều có tánh Phật, mang cái hình thể của con trâu, con bò, con gà, con vịt. Thì tất cả con này đó là hay là con cá, con tép. Như vậy thì tất cả con này ở ngoài là cái hình thể của các con vật, nhưng mà ở bên trong là cái linh hồn. Chúng ta ở ngoài cái hình thể của con người, nhưng mà bên trong của chúng ta gọi là linh hồn, gọi là Phật tánh. Đức Phật mới nói là các chúng sanh đều có như ta. Bị vô minh vọng tưởng giả tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Vì thế cho nên là lòng thương kiến thiết phương tịnh độ. Cho nên là quý vị mình là lễ Phật giả kính Phật tri đức, bây giờ niệm Phật giả cảm Phật tri ăn, tọa thiền giả đăng Phật tri cảnh, rồi kháng kinh giả minh Phật tri lý. Như vậy thì khi mà chúng ta lễ Phật giả rồi, không? Bây giờ chúng ta ngồi lại niệm Phật, niệm Phật giả cảm Phật tri ăn. Khi quý vị mình ngồi lúc nãy đó quý vị, mà cái tâm quý vị nào trong đó mà tròn cái câu Phật hiệu, nghĩa là không vọng tưởng đó đây, không vọng tưởng đó đây, là tất nhiên là quý vị mình là giữ được cái trạng thái an lạc. Trạng thái an lạc đó là cái trạng thái thanh tịnh của người tu. Khi trạng thái an lạc đó, quý vị mình niệm một cái câu Phật hiệu, quý vị mình niệm một cái câu Phật hiệu thôi, ở dưới trần tiếng Phật niệm lên mà mười phương chư Phật nghe rền như chuông. Mười phương quý vị mười phương chư Phật nghe rền như chuông, chứ không phải là cái câu Phật hiệu chúng ta niệm hồi lúc nãy là quý vị mình nghe nó đơn giản. Như vậy thì mười phương chư Phật nghe rền như chuông vọng quý vị. Cũng như tất cả tấm lòng thành gồm vào một niệm Phật,
khi niệm ấy thúc lên gian gần trong trời đất, rừng mê cháy sạch không mà biển khổ lấp bằng mặt. Giống như rung tiếng chuông lầm thông khắp cõi, thiết di địa ngục cũng nghe rầm, nghe rầm thanh tịnh tâm tròn sáng, chừng ấy chúng sanh Phật tạo Phật. Như vậy thì niệm Phật giả cảm Phật tri ân là cái thành giao cách cảm giữa cái tâm linh của mình đang niệm Phật và cái tâm của chư Đức Phật mười phương lúc này hiệp lợi thành một. À, lúc này cái tâm của chư Phật mười phương và cái tâm quý vị thanh tịnh niệm Phật đó, là lúc này hiệp lợi thành một, gọi là niệm Phật giả cảm Phật tri ân. Nhưng mà tọa thiền giả đăng Phật tri cảnh, tọa là quý vị mình ngồi đó, ngồi niệm Phật á, đăng là đồng, đồng của tướng của Đức Phật. Quý vị mình ngồi cái tướng đồng cái tướng Đức Phật mà quý vị mình là ngồi đây niệm Phật là đồng cái tâm thanh tịnh của Đức Phật. À, như vậy thì chúng ta đồng tướng của Đức Phật, quý vị mình vui không ạ? Vui không quý vị? Vui không? Rất là vui. Chúng ta có được cái tướng của Phật, chúng ta có cái tâm đồng cái tâm của Phật. Tâm đồng nhau thượng thiện vui dày cảnh như như chẳng có đổi thay không màng biết phân chia nhân ngã. Sẵn dị ngôi gành phân thượng hạ khỏi khổ câu quán ghét gặp nhau. Thân, tâm, thường trụ hết giặc rào, chắc thô trượt tiêu tan mắt ca. Thì quý vị mình là tự tánh Di Đà Di Tông tịnh độ là nhập vào cái tịnh độ tông. Như vậy cái tâm quý vị mình là nhập vào tịnh độ tông thì là tự tánh Di Đà Di Tông tịnh độ. Đó là cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã. Chúng ta chưa có về cực lạc, nhưng mà quý vị hòa nhập cái tư tưởng vào tịnh độ. Như vậy là cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Khi mà quý vị mình ngồi là niệm Phật thanh tịnh, chỉ nhớ cái câu Phật hiệu thôi là không còn khổ đau gì hết. Không có còn suy nghĩ cơm áo gạo tiền ăn mặc ở quê nhà. Chúng ta dừng lại, chúng ta đi ở đây đó là tôi cũng chưa biết là trưởng đoàn là ai mà đi ở đây là bao nhiêu ngày. Quý vị mình có nghe thông báo là đi bao nhiêu ngày không ạ? 4 ngày. Thưa quý vị, chúng ta xuất gia được 4 ngày quý vị ạ. À, xuất gia được 4 ngày, chữ xuất là ra, chữ gia là nhà. Thưa quý vị, ngày nay quý vị là nghe nói đâu là đi được núi Két à đó hả? Vâng, cái núi Két rất là tuyệt vời. À, chưa có, không có thời gian. Biết rằng ngày nay quý vị mình rất là mệt mỏi. Một là đêm hôm quý vị mình chắc có thể là thức đón xe. Có quý vị đó là nói là có thức sáng đêm, nghĩa là thức đón xe chập chờn, có thể là ngủ mà có người ngủ không sao giấc, ngủ không được thì chập chờn, nhưng mà ngày nay đi loại tối ngày nữa, đúng không ạ? Ngày nay đi rất là tối ngày. Giờ chắc này mấy ông đạo mời quý vị mình ngồi đây lại là niệm Phật. Khi mà ngồi đây quý vị mình niệm Phật đó, tạo cái phước báo và công đức chứ không phải là đài quý vị. Nhưng mà nói cho vui thì chắc mấy ông đạo đài ngồi đây chứ gì. Nhưng mà ở đây đó là quý vị tạo cái phước báo và công đức. Thì trong cái bữa tối ngày hôm nay để chung không có tạm dừng tiếng lại đây để dứt lời. Có nghĩa là quý vị mình biết đó, lẽ ra con có tâm sự nhiều quý vị mình trong cái về cái núi Két, hay là về những cái câu mà vừa miêu tả ra lúc nãy. À, chưa có hết cái ý của các câu đó mà quý vị mình thấy thấm mệt, mà quý vị mình ráng gượng gạo ngồi nữa đây thật là tuyệt vời, là cái tâm đại hùng của quý vị mà làm cho tôi nể phục và rất tán thán tinh thần quý vị. Mời quý vị ủng hộ cho đoàn chúng ta một tràng pháo tay. Thưa cô chú anh chị em, thưa chư quý đồng đạo, hôm nay chúng ta được an lạc, nhưng mà không phải là chúng ta an lạc ngay trong lúc này không, mà làm sao quý vị mình quân tập cơm áo gạo tiền ăn mặc ở dừng đi, không có còn tính toán suy nghĩ về gia đình nữa, nhưng mà chúng ta làm sao phải an lạc trong 4 ngày mà chúng ta xuất gia. Nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo. Thì bây giờ quý vị mình lo là coi cái chị A, chị B, cái anh A, anh B gì đó đi chung với mình, cái người đó hơi yếu, rồi mình hỗ trợ cách sao đó, đồ đạc mà thu xếp chưa, là làm sao đó là vệ sinh cá nhân chưa đó, để nhắc nhở với nhau là sống trong bể ngọc kim cương không bằng sống giữa tình thương đại đồng. Nhưng mà sống trong gác tía lầu hồng không bằng sống giữa đại đồng thân thương. Vì thế cho nên đó là cái tình là liên đế cả cô chú mà chị em trong cái chuyến đi này.
mong rằng quý vị mình là thể hiện cái tình Bồ Tát đạo, cái tình yêu thương nhau như con một cha, và dìu dắt nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, học đạo hoàn toàn trở lại cứu giúp chúng sanh, thì lẽ ra con sẽ tâm sự quý vị mình còn rất là nhiều, nhưng mà chúng ta còn là 3 ngày nữa, bữa nay một ngày, còn lại 3 ngày nữa thì chắc là con cũng có duyên cùng quý vị là khoảng 3 ngày nữa. Thì tới đây xin tạm ngừng tiếng và dứt lời. Trong cái buổi tối ngày hôm nay thì trước khi dứt lời, con cũng không quên thắp nén hương lòng cầu đến 10 phương chư Phật và quay linh của tổ thầy để gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị có mặt hiện diện trong chuyến đi này, thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên dung, bồ đề tâm kiên cố để tu hành, gặp Đức Phật, Đức Thầy ở Long Hoa Đại Hội, và nẻo luân hồi không tiếp nói chuyện say, về cực lạc đáp ơn Thầy thọ nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật. Xin chào. Rồi chúc quý